lai. Cả cuộc đời của thầy là sự nỗ lực cống hiến không ngừng. Bàn tay thầy mòn mỏi viên phấn trắng, gánh tình thương rong ruổi khắp học đường. Tất cả những tình thương và sự ân cần chăm sóc của thầy cô qua những dòng chữ in trên bảng làm cho chúng con thấm đẫm được tình nghĩa sư đồ. Chúng con sẽ luôn khắc ghi những câu nói đó, xin gửi lời cảm ơn đến thầy cô, nhất tự vi sư, bán tự vi sư. Nè, em nhờ học sinh nữa chị. Cho rồi trí tuệ.